Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai chương trình giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy phép xây dựng và đăng ký hộ kinh doanh theo địa chỉ yêu cầu của công dân qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Theo đó, để đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính này tại nhà, công dân có thể thực hiện theo hai cách: gọi điện thoại đến tổng đài qua số điện thoại 02363 673 679 hoặc vào tài khoản Zalo cổng dịch vụ công quận Cẩm Lệ điền thông tin để đăng ký. Trong vòng một ngày làm việc, nhân viên bưu điện sẽ liên hệ gửi các biểu mẫu, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ. Đến hẹn, nhân viên bưu điện sẽ đến nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà. Công dân không cần đến bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục như trước đây. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức, giảm tải số lượng người đến thực hiện thủ tục hành chính, góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.